Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 7 tháng 8, Đắk Lắk ghi nhận một trường hợp tử vong đầu tiên do mắc COVID-19. Trường hợp tử vong là ông IDB sinh năm 1965, trú tại buôn EA Bờ Hốt, xã EA Bờ Hốt, huyện Cư Cuôn. Bệnh nhân bị chấn thương cuộc sống năm 1999, di chứng yếu liệt tứ chi. Bệnh nhân là F1 của ca bệnh có mã số 62989 được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cư Cuôn chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan, ARDS mức độ nặng, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, di chứng yếu liệt tứ chi do chấn thương cuộc sống suy kiệt. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, ngày 7 tháng 8 năm 2021, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc COVID-19 ở các huyện Lắk, Cư Cun, Cư Mười Ga, Rông Bông, Ea Leo, Rông Bắc, Ea Súp, Bun Đôn, thị xã Bu Hồ và thành phố buôn Mê Thuột. Cũng trong ngày 7 tháng 8, tỉnh Đắk Lắk có thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 371 trường hợp, trong đó đang điều trị 357 trường hợp, 14 trường hợp khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong.